Quảng Bình, vùng đất địa linh nhân kiệt được thiên nhiên ưu ái, được biết đến là vương quốc hàng động, nổi tiếng với những bãi biển dài, cát trắng mịn, nước xanh mát. Trong những năm gần đây, Quảng Bình liên tục thu hút các làn sóng đầu tư nhờ hội tụ đầy đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Là một trong những doanh nghiệp lớn của tỉnh Quảng Bình, tập đoàn Trường Thịnh nhìn ra tiềm năng phát triển dài hạn của địa phương, quyết tâm thay đổi diện mạo quê hương. Thành lập năm 1994, từ một đơn vị thi công các hạng mục công trình nhỏ lẻ, tập đoàn Trường Thịnh đã có những bước phát triển không ngừng. Qua 30 năm xây dựng và phát triển, Trường Thịnh đã trở thành doanh nghiệp kinh doanh đa ngành, xây dựng các công trình giao thông, đầu tư và tự thực hiện các dự án giao thông theo hình thức BT, BOT, lĩnh vực thủy điện, đầu tư vào hệ thống các dây chuyền sản xuất vật liệu xây dựng, đầu tư xây dựng khu du lịch, khu nghỉ dưỡng cao cấp. Tiên phong khai mở tiềm năng, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Bình. Tập đoàn Trường Thịnh đã dày công nghiên cứu và khai thác tối đa thế mạnh về vị trí, tôn trọng các giá trị tự nhiên và văn hóa. Thành công của hai dự án du lịch đã đi vào khai thác, đạt hiệu quả vượt kỳ vọng. Khu nghỉ dưỡng Sun Spa Resort và khu du lịch Động Thiên Đường là động lực để Trường Thịnh tiếp tục đầu tư các dự án du lịch tầm cỡ khác như Sun Spa Resort Đảo Yến, dự án sân golf Bảo Ninh Trường Thịnh, phức hợp thương mại dịch vụ Bảo Ninh và đặc biệt là dự án Bang Onsen Spa and Resort chính thức khai trương ngày 14 tháng 8 năm 2023. Tọa lạc tại xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, cách thành phố Đồng Hới 45 km về phía tây nam. Khu suối khoáng nóng Bang có tổng diện tích 373,3 ha, được đầu tư bài bản, kỹ lưỡng về hạ tầng, cảnh quan, với tổng mức đầu tư lên đến 1.500 tỷ đồng. Bang Onsen Spa and Resort chia làm 4 phân khu, khu khách sạn, khu Onsen 1, khu Onsen 2 và khu Onsen 3, kết hợp các dịch vụ vui chơi giải trí, du lịch văn hóa, chăm sóc sức khỏe cao cấp nhằm khai thác và nâng tầm giá trị nguồn khoáng nóng Quảng Bình. Giai đoạn 1, Bang Onsen Spa and Resort sẽ có diện tích đất sử dụng 110 ha, tổng vốn đầu tư thực tế 870 tỷ đồng, hứa hẹn sẽ mang lại những trải nghiệm tuyệt vời và mới lạ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội huyện Lệ Thủy và tỉnh Quảng Bình, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương. Nằm giữa bạt ngàn Trường Sơn hùng vĩ, suối nước nóng Bang chạy len lỏi giữa những cánh rừng với kỷ lục suối khoáng nóng có độ sôi cao nhất tại Việt Nam. Là tổ hợp dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng với trị liệu suối nóng là điểm nhấn, Bang Onsen Spa and Resort mang phong cách Nhật Bản, tiên phong khai thác lĩnh vực này tại Quảng Bình với lợi thế địa hình và cảnh quan núi non sẵn có. Với phương châm thuận thiên, bảo tồn giá trị tự nhiên và văn hóa bản địa, Bang Onsen Spa and Resort hòa mình vào mạch nguồn khoáng nóng quý hiếm, nâng tầm nghỉ dưỡng tắm khoáng. Dự án có sự tham gia tư vấn và đơn vị chuyển giao công nghệ bởi tập đoàn Nippon Koei Nhật Bản. Khách sạn 90 phòng tập trung gồm các khu chức năng được tổ hợp trong khách sạn, phòng hội nghị, các dịch vụ tiện ích spa, sông hơi, gym, đặc biệt là khu private onsen. Khối khách sạn khối giữa gồm 5 tầng, hai khối hai bên 4 tầng. Tầng hầm và tầng 1 là khu tắm onsen trong nhà, sông hơi nóng, sông hơi lạnh, sông hơi hương liệu. Khu spa bao gồm gần 30 phòng trị liệu được thiết kế đặc biệt với các liệu pháp truyền thống Nhật Bản. Onsen 1 có hai khu vực trong nhà và ngoài trời với khu tắm nam và nữ riêng biệt. Không gian thoáng đãng, đắm mình trong làn nước ấm nóng, phóng tầm mắt vô cực, ôm trọn vẻ đẹp của dãy Trường Sơn hùng vĩ. Khu vực Onsen 2 là nơi du khách tận hưởng những bể tắm ngoài trời công cộng với dòng nước khoáng nóng tuyệt vời và tham quan tận nơi lỗ phun lộ thiên với độ sôi cao kỷ lục Việt Nam. Kết hợp hài hòa giữa suối khoáng nóng thiên tạo và cảnh quan nhân tạo, Bang Onsen Spa and Resort hiện ra trong làn hơi nước mờ tỏ, đưa du khách đến với miền hạnh phúc đủ đầy. Khu Onsen 3 được coi là thiên đường dành cho các bạn nhỏ và những du khách ưa thích trải nghiệm. Đây là khu vui chơi thể thao giải trí công cộng với những đường trượt lý thú dành riêng cho trẻ em và đường trượt mạo hiểm dành cho người lớn. Đón nhận nguồn nước khoáng nóng, món quà từ lòng đất tại suối Bang, Bang Onsen Spa and Resort kiến tạo nên một dự án xứng tầm, khai mở tiềm năng miền đất Quảng Bình, vươn mình phát triển Trường Thịnh.
đưa con trẻ trở về với thiên nhiên, trải nghiệm hạnh phúc, chạm vào mạch nguồn xúc cảm, tận hưởng phong vị Nhật từ nguồn khoáng nóng núi rừng, đón nhận giải pháp chữa lành cho sức khỏe từ thiên nhiên. Dòng khoáng nóng vỗ về những mệt mỏi của bộn bề cuộc sống, len lỏi vào ngõ ngách tâm hồn, nâng đỡ cơ thể bồng bềnh trong trạng thái cân bằng thân, tâm, trí, gắn kết yêu thương, đánh thức mọi giác quan. Tại nơi đất trời giao thoa, tìm về suối nguồn yêu thương tại Bang Onsen Spa and Resort là cách trải nghiệm hạnh phúc trọn vẹn. Trạm thiên nhiên, tận hưởng an yên tại Bang Onsen Spa and Resort.